trang là một trong những hoạt động gây hào hứng và được yêu thích nhất trong lễ hội Halloween. Ngay trên đường Bùi Viện ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, thì khu vực vẽ mặt và hóa trang cho khách chơi lễ Halloween đã đông đúc người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế. Dịch vụ hóa trang mặt vào ngày lễ Halloween này rất thú vị. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đón dịp lễ này tại Việt Nam cũng như tại phố Bùi Viện. Không khí thực sự rất vui và náo nhiệt. Hóa trang này được tôi lấy cảm hứng từ người chơi Batman. Các bạn ở đây vẽ cũng rất nhanh. Thu thì tùy bữa, tại có bữa này bữa kia, tại có bữa chính và bữa phụ mà bạn. Thì trung bình thì cũng khoảng từ khoảng 2 tới 3 triệu một đêm vậy đó. Năm nay thì khách đông hơn năm rồi rồi đó. Một đêm thì mình vẽ một người trung bình ít nhất là 10 khách. Thì khoảng ít nhất là 3 bạn vẽ thì sẽ được tầm khoảng là 30 người. Mình làm ở đây thì mình cảm giác nó có cái năng lượng, có sự nhiệt huyết của nhiều người vui hơn là mình đi làm cho một cái nơi nào đó. Tại ở đây là giống như là người, khách hàng sẽ có nhu cầu ta hóa trang đông hơn. Theo ghi nhận thì giá dịch vụ vẽ mặt dịp lễ Halloween dao động từ 30.000 đến 80.000 đồng, tùy thuộc vào độ khó. Để hoàn thiện một hình vẽ trên mặt, thường chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 phút. Để thu hút khách thì các bạn trẻ ở đây vừa phải sáng tạo, vừa phải bắt trend những gương mặt nhân vật được yêu thích trên phim ảnh và mạng xã hội rồi hóa trang cho khách sao cho đẹp, ngầu và nhanh nhất.